Câu số 5 thì chúng ta có câu 5A. Tìm tọa độ giao điểm của P và D với M bằng 3. Với M bằng 3 thì chúng ta tìm thay thay luôn trực tiếp có được không? M bằng 3 thì chúng ta thay vào đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm được đường thẳng D đúng không? Và parabol. Sau đó muốn tìm tọa độ giao điểm thì cho tìm hoành độ giao giao điểm, giải phương trình, tìm x và cuối cùng tìm y. Được chưa? Nào, 5A những bạn nào mà chúng mình thấy là cái hướng như vậy là chúng ta sẽ xử lý được. Giơ tay lên giúp thầy nào. Đầu tiên thay M này, tìm hoành độ giao điểm này, sau tìm x này, sau tìm y. Đấy, giơ tay lên cho có phong trào không? Cứ ngơ ngác mà con nhìn nào. Đã biết gì đâu. Câu số 5B nào. Thôi bỏ tay xuống ạ. Câu số 5B. Đấy. Thanh niên Dương Minh giơ bài có phong trào. Nào, chứng minh rằng P và D thì luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi M. À, cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi M. Thế thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải xét phương trình hoành độ giao điểm đi đi. Phương trình hoành độ giao điểm. Đúng không? Của P và D là đấy. P thì đó là parabol y bằng x bình phương. Còn D của chúng ta bằng 2 nhân với m cộng với 1 x trừ đi 3m cộng với 2. Đúng nào? Rồi. Muốn cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì có nghĩa là delta nó phải. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa về phương trình ở x đã. Rồi, tức là x bình phương trừ đi 2m cộng 1x trừ thành cộng cộng với 3m trừ 2 bằng 0. Đấy. Ở đây chúng mình xét delta phải là m cộng 1 tất cả bình phương đúng không? Trừ đi AC. Đó là 3m trừ trừ đi AC. Thì nó sẽ bằng là m bình cộng với 2m cộng 1 trừ đi 3m cộng 2. Và nó sẽ bằng là m bình trừ đi m cộng 3. Đúng không? Chứng minh rằng này, P và D luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Đúng không ạ? Đấy. Cái m bình trừ đi m cộng 3 thì nó có luôn dương không? Luôn dương không các bạn? Có luôn dương. Đúng không ạ? Có luôn dương. Không biết nó luôn dương hay không thì chúng mình tách nó ra. Thành m bình trừ đi 2 nhân m nhân 1 phần 2 cộng với 1 phần 4 cộng với bao nhiêu ạ? 3 trừ đi 1 phần 4 tức là bằng 11 phần 4. Đúng không? Đấy. Thì cái này có phải là thành m trừ đi 1 phần 2 tất cả bình phương không? Cộng với 1 phần 4 không? Thì cái này luôn lớn hơn không không? Có đúng không ạ? Đấy, luôn 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 lớn không. Chúng ta ghi là vì nên ta phải lớn không nên nên gì nhỉ? Chúng ta ký hiệu đây là phương trình sao đi. Sao Nên phương trình sao có hai nhân viên luôn có gì ạ? Luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi gì? Với mọi em. Với mọi m. Đấy. Hay. Đến đây chúng ta ghi là vậy. Vậy P và D luôn cắt nhau tại mấy điểm ạ? Luôn cắt nhau tại hai điểm. Bởi vì cái phương trình hoành độ giao điểm của chúng luôn có hai nghiệm tức là cắt nhau tại hai. Luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m. Đấy, ok chưa?
Nào, xong chưa? Chúng mình chưa xong chưa? Không phải Có hiểu bài này chưa? Đâu những bạn nào mình đã hiểu bài này rồi, chúng mình giơ tay ra. Những bạn nào mình đã hiểu bài này rồi, chúng mình giơ tay lên. Nào bây giờ câu C nhá, câu C, câu C. Đóng cửa. Câu C nào, câu C. Gọi x1, x2 là hoành độ giao điểm của A và B. Đó, của A và B. Cái này Đúng rồi, chính xác. như bình thường. Nào, bây giờ câu C nhá. Câu C chúng ta có là gì? Câu C đó là áp dụng hệ thức vi. Vs chắc chắn rồi, bởi vì chúng ta ở đây nó xuất hiện tổng hai bình phương này. Điều Đó. kiện Mà cái delta của chúng ta tính ra thì nó luôn dương rồi đúng không? Áp dụng hệ thức Vs. Ta có. Chúng mình có x1 cộng với x2 thì nó bằng gì ạ? Nào. Trừ b trên a tức là bằng 2 2 m cộng 1. Đấy. là Trừ b trừ trừ thành cộng. X1 nhân x2 thì bằng bằng 3m chứ trừ 2. Đấy. Bây giờ đến đây chúng mình sẽ thay nó vào. cái đổi đã thấy Thay nó vào đó là x1 bình phương cộng x2 bình phương vào thì nó chính bằng là x1 cộng x2. Đúng rồi. Đấy, cái bài này là bài hôm trước thầy đã hướng dẫn rồi đúng không? X1 bình cộng x2 bình thì nó bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ đi 2 lần x1 x2. Hay nói cách khác tức là chúng ta lấy x1 bình phương cộng với 2x1 x2 và cộng với x2 bình phương thì nó chính là hàng hữu tứ số số 1. Đấy. Và mình trừ đi 2x1 x2. Đến đây thì chúng ta sẽ thay vào. X1 cộng x2 thì nó bằng 2 nhân với m cộng 1 tất cả bình phương. Trừ đi 2 lần x1 x2 tức là 3m trừ 2. Đó. Thì đến đây chúng ta sẽ bằng 4 nhân m cộng 1 bình phương trừ đi 6m và cộng 4 thì bằng 20. Đến đây thì mình có giải được phương trình này và tìm được ra m không? Rồi. Thấy chữ trên này nhá thì nó sẽ bằng là 4m bình phương cộng với mấy m? 4m bình phương cộng với 8m cộng với 4 trừ đi 6m cộng 4 bằng 20. Đó. Và nó sẽ bằng là 4m bình phương cộng 2m cộng 8 và trừ đi 20 đúng không? Thì bằng trừ luôn 12. Bằng 0. À, giảm bước cho 2 lần đi thì bằng là m bình 2m bình phương cộng với m trừ 6 bằng 0. Đấy, bạn nào bấm máy tính giúp thầy xem là kết quả bằng bao nhiêu. Vậy suy ra là m nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? M bằng mấy nhỉ? M mấy? M bằng 3 phần 2 và m bằng chứ chứ 2. Có bị vi phạm điều kiện gì không? Có là điều Không đúng không? Đấy, thế thôi, xong rồi. Rồi nào, bây giờ những bạn nào mà chúng mình đã hiểu bài số 5 rồi, chúng mình giơ tay lên ạ. Nào, những bạn nào chúng mình đã hiểu bài số 5 rồi. Rồi, ok. Đấy, các bạn, chúng mình dành thời gian chữa bài đi. À, chúng mình dành thời gian chữa bài đi ạ. Rồi, Ngon lành rồi đúng không? Hôm nay mình phải ôn tập rất kỹ nha.